thôn. Em đang ở chợ Bác ạ. Vâng. Xem nhỉ. Quay chợ Bác. Quay chợ Bác. Nó về đây. Quay chợ Bác này. Cứ ngồi chỗ này cũng dành nhau hết. Các người kia cứ ngồi. Nhưng mà tôi là cuối cùng hoàn hết. Gốm nó rất là đẹp. Năm nghìn. Hả? Năm nghìn. Năm nghìn á? Cái này mới lại đâu.